mất nửa năm làm việc công công vì chọn sai mặt bằng. Để chọn mặt bằng kinh doanh bánh mì, bên mình có một bạn cũng đã khởi nghiệp rất là lâu rồi. Bạn có mở một xe bánh mì ở Gò Vấp và bạn quyết định mở thêm một xe bánh mì ở quận 11 nữa. Và hai điểm bán bánh mì này cách nhau khoảng 10 km. Và mình có khuyên bạn này là không nên mở cách xa nhau như vậy, tại vì nguồn lực của mình ban đầu rất là yếu. Tại vì sao mình lại nguồn lực yếu như vậy mà mình mở những cái cửa hàng bánh mì cách xa nhau như vậy? Thứ nhất là mình nên tập trung. Tại vì sao lại phải tập trung? Tại vì khi mà mình kinh doanh bánh mì ấy, mỗi một quận, mỗi một huyện có rất là nhiều những cái mặt bằng đẹp, và chỉ cách nhau khoảng 2 km đến 3 km thôi là chúng ta cũng có thể tìm một cái mặt bằng cực kỳ đẹp rồi. Hoặc cùng trên một tuyến đường hướng bên này hoặc hướng bên kia cũng có mặt bằng đẹp rồi. Đâu nhất thiết mình phải chọn mặt bằng cách xa nhau 10 km. Cái thứ nhất là vấn đề di chuyển. Ngày nào bạn cũng đi bán hàng, bạn phải di chuyển 10 km ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể mất một tiếng đồng hồ, có khi nửa tiếng đồng hồ với di chuyển đến tới nơi. Cái thứ hai nữa là bạn điều phối nhân sự rồi nguyên vật liệu, tất cả mọi thứ đều khó khăn. Nên nguồn lực ban đầu của bạn cực kỳ yếu. Thì với kinh nghiệm 8 năm của Duy, Duy khuyên các bạn là hãy chọn những cái mặt bằng nào gần nhau để cho chúng ta tập trung nguồn lực vào và chúng ta kinh doanh nó dễ dàng hơn. Đó là quan điểm cá nhân của Duy. Thì có thể bạn chọn mặt bằng kia vẫn đúng, nhưng quan điểm cá nhân của Duy là hãy ưu tiên những mặt nào ở. Quan điểm cá nhân của Duy hãy ưu tiên những cái mặt bằng nào gần chỗ mình trước, kinh doanh trước, trừ khi trường hợp nào hết rồi thì bạn mới mở những mặt bằng cực xa như vậy nhá.